Có gì trong chiếc đồng hồ hơn 1 triệu đô la Mỹ khiến Mark Zuckerberg thích thú? Vợ chồng Mark Zuckerberg bày tỏ sự thích thú về chiếc đồng hồ trị giá hơn 1 triệu đô la Mỹ của cậu út nhà tỷ phú Ambani. Mark Zuckerberg trở thành tỷ phú khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng anh sống khá đơn giản, không quan tâm nhiều đến hàng xa xỉ. Tỷ phú vẫn lái chiếc ô tô khiêm tốn, mặc áo phông xám giản dị mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Lần xuất hiện gần đây trong đám cưới của con trai tỷ phú giàu có người Ấn Độ Mukesh Ambani, Mark Zuckerberg gây chú ý khi quan tâm đến chiếc đồng hồ sang trọng của chú rể. Vợ chồng Mark Zuckerberg tham dự bữa tiệc sang trọng trước đám cưới của Anand Ambani tổ chức ở Jamnagar, Ấn Độ. Người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg và vợ ông, Priscilla Chan tỏ ra thích thú chiếc đồng hồ trị giá hơn 1 triệu đô la Mỹ của cậu út nhà tỷ phú Ambani. Trong video lan truyền trên mạng xã hội, vợ chồng Mark Zuckerberg trò chuyện cùng Anand Ambani trong buổi đi thăm cơ sở bảo tồn động vật. Khoảnh khắc vợ chồng tỷ phú chú ý đến chiếc đồng hồ Anand Ambani đeo được nhiều người quan tâm. Đồng hồ của anh rất đẹp. Hãng nào sản xuất thế? Priscilla Chan chỉ tay vào đồng hồ và nói. Richard Mille, Anand Ambani đáp. Tôi chưa bao giờ thực sự muốn mua đồng hồ đeo tay. Nhưng sau khi nhìn thấy cái này, tôi nghĩ rằng đồng hồ cũng tuyệt đấy chứ. Mark Zuckerberg hào hứng nói. Có thể em sẽ muốn mua một cái, Priscilla Chan chia sẻ. Trong video có thể thấy rõ Priscilla Chan nghiêng người lại gần để nhìn kỹ hơn những chi tiết tinh xảo của chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ của Anand Ambani có gì đặc biệt khiến cặp vợ chồng sở hữu khối tài sản hơn 176 tỷ đô la Mỹ trầm trồ, thích thú đến vậy? Theo Daily Mail, chiếc đồng hồ Anand Ambani đeo làm bằng vàng 18K, đính kim cương, trị giá 1 triệu đô la Mỹ, anh đeo mẫu Richard Mille RMS 10 Tourbillon Coin Fit. Đây là một trong số những chiếc đồng hồ đắt đỏ Anand Ambani sở hữu do nhà chế tác đồng hồ độc quyền Richard Mille làm ra. Anand Ambani là con trai út của tỷ phú giàu thứ 9 thế giới Mukesh Ambani với khối tài sản hơn 114 tỷ đô la Mỹ. Đám cưới của Anand Ambani sẽ diễn ra vào tháng 7 nhưng gia đình đang tổ chức tiệc kéo dài 3 ngày trước đám cưới. Bữa tiệc quy tụ nhiều tỷ phú và người nổi tiếng trên khắp thế giới. Ngoài Mark Zuckerberg và vợ, bữa tiệc còn có sự góp mặt của tỷ phú Bill Gates và bạn gái, vợ chồng Ivanka Trump, ngôi sao Bollywood Salman Khan Shah Rukh Khan, Katrina Kai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.